Kính thưa đồng bào quý mến, sau đây là phần trả lời. Có một số đồng bào quan tâm về vấn đề đất nước chúng ta là chừng nào mới được an bình và chế độ Cộng sản sẽ giải thể. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra một ngày rất gần đây. Và nếu chúng ta sốt sắng đồng hành phụ giúp thánh giống chúng cháu làm việc thì ngày giờ đó càng gần hơn, gần lắm. Nếu mà làm đúng như những gì mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hướng dẫn, cũng như làm đúng theo ông bà tổ tiên chúng ta và của hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hướng dẫn chúng ta, thì chỉ cần một năm thôi, trái đất quay một vòng mặt trời thì Đảng Cộng sản, Tàu Cộng, Trung Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng gì đó, tài phiệt quốc tế luôn đó, không có đứa nào, thằng nào dám lộn xộn quờ quạng đối với dân tộc và đất nước Việt chúng ta nữa đâu. Tuy nhiên, bởi vì sự thờ ơ của chúng ta rề chậm quá, đến giờ này cũng chưa có thật tâm đồng hành cùng thánh giống làm việc, thành ra thánh giống chúng cháu có thể đôi khi là phải cần thêm tới 3 năm nữa. Nếu mà cái tình trạng cà rề rề như vậy, buồn chán lắm, nhưng mà phải làm thôi. Tuy nhiên, thánh giống chúng cháu hy vọng đồng bào, hy vọng lắm, đồng bào sẽ sốt sắng để mà đồng hành cùng thánh giống. Chúng ta cần có trên 100 triệu view để vào những trang web của chúng ta về những thông báo những phép lạ này. Thì lúc đó thế giới sẽ thay đổi và chúng ta cùng lúc chúng ta cần phải làm việc nhịp nhàng. Chúng ta phải thông báo những tin mừng này đến cho tất cả đồng bào trong nước chúng ta được biết. Và chúng ta phải tổ chức cầu nguyện mỗi thứ bảy hàng tuần vào lúc 11 giờ tại công viên Liberty thuộc thành phố Westminster. Và từ từ chúng ta, nếu mà số người đông quá, chúng ta sẽ đi ra tới Boza. Và đương nhiên chúng ta kêu gọi khắp thế giới về đây để mà thưởng ngoạn những hình ảnh phép lạ này. Để rồi thành phố của chúng ta sẽ là một thành phố du lịch, nhiều người đến viếng thăm từ khắp thế giới đến viếng thăm vì những phép lạ này. Để rồi thành phố chúng ta sẽ phát triển một cách mạnh mẽ và phong phú cũng như là giàu có hơn. Vâng. Và đương nhiên điều quan trọng nhất là nhiều người trên thế giới được biết những hàng ngôn phép lạ này. Và lúc đó thế giới sẽ thay đổi và thế giới sẽ kính nể chúng ta. Và lúc đó thế giới cũng như Đảng Cộng sản sẽ tiêu tan. Và những đất nước nào, những kẻ nào đã và đang cấu xé dân tộc và đất nước Việt chúng ta, họ bắt buộc phải sám hối, bởi vì họ sẽ không còn chọn lựa nào khác. Vì nếu họ không thực sự sám hối thì họ sẽ bị nhốt chung với quỷ Sa Tăng. Dễ hiểu thôi. Và kính thưa đồng bào thương mến, vì thế đồng bào hãy mau mắn làm bộ phận của mình, phụ giúp thánh giống làm việc gấp. Dễ thôi. Rồi chính mình cũng phải làm việc của mình nữa. Chứ đừng nói là phụ không có đâu. Phụ giúp thánh giống, phụ giúp lại đồng bào để đồng bào làm việc bổn phận, phần vụ của mỗi đồng bào chúng ta. Quan trọng lắm. Rồi kế đến một câu hỏi nữa là đồng bào hỏi chúng ta là nghe sấm điển mà chị Cúc trình bày, chị Kim Cúc trình bày. Chị Kim Cúc là một nhân vật được nhiều ân điển của Cha Trời ban cho. Bởi vậy phải nói là chúng ta thánh giống chúng cháu rất là may mắn có một bằng hữu như chị Kim Cúc đồng hành cùng thánh giống chúng cháu bấy lâu nay, cũng như chị Như Sương và cũng như một số bà mẹ
có những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, nhóm bà mẹ Hậu Nghĩa, những bà mẹ này phải nói là hy sinh nhiều lắm. Vâng, và thưa đồng bào quý mến, hỏi Thánh Giống là cái phần sấm điển của Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói về thương cho tướng sĩ nhà Hồ, rồi đây sẽ bị tiêu diệt, vân vân và vân vân các cái. Thì Thánh Giống đã trình bày về phần đó rồi. Thì sẵn đây đồng bào hỏi thì Thánh Giống cũng nhắc lại một lần nữa. Thì cách nay hơn 500 năm về trước, khoảng đó, khi mà Đức Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức là tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm có nói về phần đó, thì hoàn toàn đúng. Tại vì cái sấm điển đặc biệt đó có nói về là chế độ Cộng sản đã dối trá, mưu ma, ác độc, kinh hồn, quỷ quái đã đến và đã sát hại dân tộc và đất nước Việt chúng ta, và đã dùng quỷ rau xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và nhóm người nho nhỏ này đã lường gạt và giết hại cả một đất nước dân tộc của chúng ta cho đến ngày hôm nay, vô cùng khủng khiếp và kinh hoàng. Và nhóm lãnh đạo Cộng sản khốn kiếp này phải nói là rất là khốn kiếp thật, đã làm tay sai cho bọn quỷ Sa Tăng, bọn Cộng sản, bọn Trung Cộng và bọn Nga Xô. Và đến giờ hôm nay chúng nó đã phá tan nát đất nước Việt chúng ta, và dân chúng ta thì phải nói là càng ngày thì càng sa đọa bởi vì bọn Cộng sản khốn kiếp này. Và thưa đồng bào, đó là tại vì đó là quyền năng của quỷ Sa Tăng, chúng nó nhiều quyền hành lắm, và những ai bị nó bắt làm nô lệ thì cái như không còn cách nào để trốn chạy được, ngoại trừ những cái đó tùng phục Thiên Chúa Giêsu thì sẽ được Ngài cứu rỗi khỏi móng vuốt của bọn quỷ Sa Tăng vô cùng khủng khiếp. Và thưa đồng bào, trong những ngày tháng sắp tới, đúng như lời sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thông báo trước cách nay khoảng 500 năm về trước, là đương nhiên Cộng sản Việt Nam một số sẽ bị người dân đứng lên tiêu diệt, tức là sẽ xử chúng nó, xử họ, tức là xử bắn, xử chém, xử gì đó không biết, nhưng mà sẽ một số sẽ bị như vậy. Tại vì người dân bị áp bức, bị đàn áp, bị hãm hại, bị giết chóc bấy lâu nay, giờ đây họ sẽ đứng lên nổi dậy và họ sẽ giết những kẻ hung dữ ác độc đã sát hại đồng bào Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Và ở tại đất nước Trung Cộng cũng sẽ như thế, và tất cả những đất nước Cộng sản cũng sẽ bị như thế nếu họ sám hối không kịp lúc. Và điều này, nếu mà họ sám hối không kịp lúc thì một số sẽ bị giết bởi bị người dân uất ức, ức quá, bị đàn áp quá, bị sát hại nhiều quá, bây giờ họ sẽ đứng lên họ giết. Rồi một số còn sống sót lại, họ sẽ bị đầy đi ra những côn đảo, những thí dụ như Hoàng Sa, Trường Sa hay là côn đảo ở đâu đó, để mà họ kêu bằng kể như là để một cơ hội cuối cùng để cho họ sám hối đó. Nhưng mà không có kêu bằng ác độc như họ đối xử đối với đồng bào Việt Nam chúng ta bấy lâu nay. Nhưng mà một số sẽ bị giết ngay cái khoảng thời gian đầu bởi vì người dân uất ức, mà Thánh Giống chúng cháu can cũng không được. Giống rằng là với tư cách là Minh Vương nước Việt, can cũng không được. Càng không sể, tại vì tức nước vỡ bờ, người dân ức quá đi, người ta sẽ cầm cầm cái bằng
cầm không không được. Thì lúc đó là những người cộng sản mà ráng chịu chứ sao giờ, bây giờ làm sao rồi, Thánh Gióng đã nhắc nhở rồi. Tuy nhiên bây giờ cái cách duy nhất để mà tránh tình trạng đó thì làm bằng cách nào? Những người đó cần liên lạc với Thánh Gióng publicly, trao trả quyền lãnh đạo đất nước và quyền phục vụ đất nước để Thánh Gióng chúng cháu phụ giúp đồng bào, để chúng ta cùng nhau làm việc phục vụ cho nhau, thì mọi chuyện sẽ tiến hành ổn thỏa, không có ai giết ai hết. Tuy nhiên nếu họ chậm trễ thì họ sẽ bị người dân nổi dậy và sẽ tàn sát họ. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Họ chỉ có một trong hai chọn lựa thôi. Một là sám hối gấp, trao trả quyền tự quyết của người dân. Còn hai nữa là họ sẽ bị tàn sát. Người dân quốc ức họ sẽ nổi dậy tàn sát. Hoặc là chờ đến cái lúc này nè, cái lúc mà cha trời chuyển mình, động đất tsunami khủng khiếp ở cái vùng Đông Nam Á, miền Bắc và miền Nam. Đông Nam Á, đây nè, trên này là Nga Sô, Tàu Cộng, rồi Bắc Hàn, rồi dưới này là bọn Việt Cộng, rồi bên đây thì Malaysia, Philippines, đây là Japan. Vâng, khu này sẽ kinh hoàng khủng khiếp, những cái tai biến kinh hoàng lắm sẽ xảy ra nếu mà nhân loại dùng này sám hối không kịp lúc. Khi sự việc này xảy ra, chỉ có Thiên Chúa Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Cũng như khắp thế giới sẽ gặp những đại nạn khủng khiếp, và lúc đó sẽ chỉ có Thiên Chúa Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Mà chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ, chứ đừng có chờ đến lúc nước tới chân rồi mới nhảy là kể như là không được cứu đâu. Nhớ những gì Thánh Gióng vừa nhắc nhở. Và thưa đồng bào, đúng rồi, thì đó, bọn công an hung dữ ác độc, rồi chính trị bộ, rồi tướng lãnh, rồi cái gì bọn cộng sản đó, chúng nó sẽ bị, một số bị giết chết, rồi một số sẽ bị đầy ra những cái côn đảo, và một số rất là ít chạy ra nước ngoài, bởi vì chúng nó hối lộ rồi khấu bó rồi tiền ra ngoài này cái thì bị, tức là sẽ được những cái nước mà tài phiệt quốc tế nó rước đi, nó cho đi, nhưng mà tiền bạc thì nó cướp hết hả, và sẽ sống một cách nhục nhã rồi chết sầu muộn. Sau khi chết sẽ bị nhốt chung với quỷ sa tăng, và đương nhiên nhốt chung với hỗn hồn quỷ rô xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, và chúng nó sẽ đánh đập với nhau và chúng nó sẽ hãm hiếp lẫn nhau. Và chắc chắn là tất cả những thằng Cộng sản Việt Nam sẽ bị thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung hãm hiếp và đánh đập. Miệng thì nó bắt lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, và nó bắt dập đầu và dập đầu. Miệng thì lẩm bẩm dạ thưa chủ tịch, và nó sẽ hãm hàng ngày. Bởi vì thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung, nó là quỷ râu xanh. Vâng, đúng như vậy. Thì cái phần sấm điện đó chị Kim Cúc có đọc rất rõ ràng. Đó là những gì mà Thánh Gióng được biết theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thông báo để cảnh báo cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam, cũng như thông báo cho đồng bào, cảnh báo cho đồng bào biết luôn nữa. Đồng bào mà thờ khinh thường Việt Nam này á, thì sau này những kẻ đó, đồng bào á, đồng bào Minh sẽ mất nhiều hồng ân lắm, thì ráng chịu. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, đó là sự thật, đó là câu trả lời.